Phòng chiến tranh nhà phát triển phiên bản 2.02. Thưa chị Huy đăng kính chúng tôi blablabla. Đội ngũ blablabla. Chúng tôi lính dù xâm lăng mới. Sự kiện trong đó thành viên liên minh kề vai sát cánh chiến đấu chống lực lượng nổi dậy của Hắc Quạ. Không giống như viễn chinh dò mìn, sự kiện lính dù xâm lăng trở thành hiểm họa đe dọa trực tiếp đến sự an nguy của thành viên liên minh. Hỡi các chỉ huy hãy chú ý cảnh giác cao độ vào thời điểm này. Khi mà Hòa dự xuống giúp tôi, ý là cái event này, cái quái từ event này, mình nghĩ là nó sẽ trực tiếp nó đánh vào nhà luôn. Nó giống một cái liên minh, nó giống một cái event ở cái game Rise of Kingdom hồi trước mình chơi. Nghĩa là quái nó sinh ra, nó đập nhà mình luôn. Và mình phòng thủ cái quái đó chứ không phải mình đi kiếm mình đánh nè. Coi phải không nha. Các đơn vị lính dù Hắc Quạ đã xuất hiện và xâm chiếm lãnh thổ liên minh và đang đổ quân từ trên không xuống bên cạnh các căn cứ. Hãy tiêu diệt chúng và phòng thủ căn cứ để bạn nhận được bản thiết kế linh kiện. Bản thiết kế linh kiện, nguyên liệu và nhiều phần thưởng tuyệt vời. Sau đây là thể thức của sự kiện này. Ý là đánh mấy con này sẽ rớt ra nguyên liệu để nâng cấp gear. Gear cho lính của mình á, cho những chủng quân của mình á. Thì hiện tại thì tôi có một vấn đề ở cái đội Nga là cái tôi vẫn xài CM Nga, mà hiện tại tôi không có cái công thức cao cấp để mà ghép lên. Cho dù là linh kiện bây giờ tôi đang rất là dư giả, nhưng mà tôi không có công thức, tôi không biết kiếm ở đâu luôn. Ở trong shop thì nó toàn là bán linh kiện của những cái món, những cái xe đặc chủng của mỗi phe. Đặc chủng là sao? Đặc chủng là những cái cái xe, ví dụ như ở bên Nga thì nó có cái xe Katyusha là đặc chủng, và pháo đục tăng với lại SH của đội trắng là đặc chủng, còn cái đội xanh lá L của nó là đặc chủng ha. Đó là những xe đặc chủng. Để làm sự kiện sĩ quan và thủ lĩnh liên minh của bạn có quyền chọn phát động sự kiện vào bất kỳ thời điểm nào sau khi sự kiện được mở khóa. Nếu có đủ thành viên trực tuyến 10 người trở lên, cuộc xâm lăng chỉ có thể được phát động một lần trong một thời điểm sự kiện diễn ra. Nghĩa là bây giờ cái thằng chủ liên minh á, sĩ quan là R4, còn thủ lĩnh là R5, nó bấm cái nút đó là lính dù ở đâu nó nhảy xuống là mình là thủ cái quân đó. Vậy là event này là phải có tổ chức, là nó sẽ hẹn anh em, dù nó gửi thư hẹn mấy giờ thì giờ đó mình online mình chơi cái trò này. Cơ chế lính dù Hắc Quạ sẽ từ trên không đổ bộ theo mình 25 đợt ngay xuống ngay cạnh mỗi căn cứ, rồi nó rớt gần nhà mình luôn. Hãy phòng thủ tiêu diệt từng đợt lũ xấu xa độc ác này. Chiến thắng sẽ thuộc về bạn khi bạn thành công trong việc đẩy lùi cuộc tàn sát và phòng tuyến của bạn không bị phá vỡ quá một lần, mãi cho đến khi đợt cuối cùng. Tự đọc lại coi. Chiến thắng sẽ thuộc về bạn khi bạn thành công trong việc đẩy lùi cuộc tàn sát mà phòng tuyến của bạn không bị phá vỡ quá một lần, mãi cho đến đợt cuối cùng. Nghĩa là 25 lượt đợt lính đó mà nó đánh vô nhà mình mà nhà mình không bể là mình thắng, còn mình bể là mình thua. Lính dù xâm lăng có 5 cấp độ khó, chỉ huy chỉ được quyền một cấp độ khó mỗi lần sự kiện bắt đầu. Bạn sẽ được mở khóa cấp độ khó tiếp theo có ít nhất 15 chỉ huy giành chiến thắng trong cấp độ khó trước. Vào lần đầu tiên tham gia sự kiện này, bạn phải bắt đầu từ mức dễ rồi. À, nó giống như cái event dò mìn là nó bắt đầu từ mức cùi bắp nhất. Nghĩa là cái mức này mình đoán là một nhà cỡ 5 triệu hoặc là 10 triệu thôi là đủ chơi cái mức này rồi. Mà mình đoán á, những cái event này nó chỉ mở cho những cái server mà có một cái tuổi đời khoảng mấy tháng thôi. Thì nó rất dễ rồi, rất dễ ở cái mức đầu rồi. Mức khó nhất thì bao nhiêu thì không biết, nhưng mà mức đầu chắc chắn là dễ rồi. Thì nó yêu cầu là chỉ cần 15 thằng trong một liên minh là vượt qua, là nó duyệt cho lên level của cái event này. Rất dễ, không có gì đáng lo. Từ từ về sau anh em sẽ hiểu rõ hơn cái event này. Mới vô thì chả có gì đáng lo rồi. Các chỉ huy rút quân trước khi đạt được chiến thắng trong phòng thủ hoặc không giữ được nguyên vẹn phòng tuyến của mình quá một lần trong thời gian diễn ra cuộc xâm lăng sẽ
xem là chiến bại. Rút quân, nếu mà có rút quân thì sẽ có tham gia đúng không? Vậy là phải có một cái cơ chế, một cái nút gì đó bấm tham gia thì nó mới cho chơi cái event này, không thì ví dụ như điểm danh á, ví dụ như là mấy thằng R4 R5 nó kêu anh em là mày hãy đăng ký cái event này đi, không thì không tham gia được, là cái event này phải đăng ký rồi. Tôi hiểu là vậy. Sau khi sự kiện đi đến hồi kết, độ bền căn cứ sẽ được hồi phục đến mức trước khi sự kiện diễn ra cho tất cả chỉ huy. Vậy là khi mà ấn im khi mà ấn bắt đầu cái sự kiện này, bắt đầu lính nó nhảy xuống á, thì cái nhà của anh em chuyển sang trạng thái là PvE, là trạng thái mà đánh quái, thì trạng thái này chắc không BK được rồi. Kiểu như là dùng một màn chơi á, thì nó không có tính, và khi mà hết màn chơi thì nó lại hồi máu lại kiểu vậy. Điểm và phần thưởng. Ôi đồ má nó dài dữ vậy đó. Phải cả cái điểm phần lớn. Thôi mình lướt qua thôi, mình không có nói nhiều nha. Cái lính vô qua xâm lăng. Trong sự kiện xâm lăng nỗ lực tổ chức và sĩ huy. Điểm liên minh nói chung là điểm và điểm liên minh càng cao thì phần thưởng ngoài mở khóa càng cao. Điểm được chỉ huy bằng cách quét sạch luôn luôn. Nói chung là cứ mình đánh được nhiều điểm, liên minh được nhiều điểm. Tính năng mới, hiện vật phòng trưng bày. Hiện vật phòng trưng bày. Sang tính năng khác à. Bạn có thể xem được đơn vị dưới dạng hình ảnh 3 chiều từ nhiều góc độ khác nhau thông qua tính năng hiện vật phòng trưng bày. Có thể quan sát kỹ lưỡng đơn vị thông tin như thế. Hiện vật phòng trưng bày hiển thị hiện vật 3D của chuyển động. Đây là một chuyển động mô phỏng quá trình lắp ráp vũ khí, như thể vũ khí được đưa ra khỏi nhà máy sản xuất vũ khí trong trạng tốt nhất. Hiển thị mô phỏng 3D, các mô hình này có các đặc điểm thiết kế nguyên góc được phục chế và thực có thể kéo để xem cận cảnh từng đường nét góc độ khác nhau. Nghĩa là cái này nó giống như một cái bảo tàng trong cái game á, và khi anh em vào cái bảo tàng này, anh em có thể xem được chi tiết của từng cái loại chủng quân, từng loại binh chủng và những cái chi tiết mà cấu thành nó, hoặc là để lắp ráp của nó, kiểu như là nó thêm một cái gì đó cho màu sắc về cái game này hơn, nó tô thêm màu 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 mè cho cái game này hơn. Nói chung là game sẽ hay hơn về cái mặt hình ảnh và nội dung ha, còn gameplay thì không, cái này không ảnh hưởng đến gameplay, mình hiểu là vậy. Thông tin bổ sung. Tính năng hiện vật phòng trưng bày đòi hỏi phải sử dụng phiên bản mới nhất của trò chơi có trên Google Play hoặc App Store. Google Play là CH Play đúng không? Vậy là cái lỗi hiện tại anh em không thể download được game từ trên CH Play là không phải là lỗi của nhà phát hành, nó ngăn chặn anh em chơi trên Android giả lập đúng không? Vậy thì vì lý do gì thì mình không hiểu luôn. Vậy là phiên bản mới có thể download được ở trên CH Play lại, là và có thể mua đồ được. Hiện tại không mua đồ được. Khi bạn tải phiên bản mới nhất, bạn sẽ thấy một tặng phẩm đang chờ bạn. Tặng phẩm. Ok. Được. Bạn cần đạt yêu cầu hệ thống tối thiểu thì mới có thể xem hiện vật phòng trưng bày một cách mượt mà trong phiên bản này trên thiết bị của bạn. Hãy nhấn mở hồ sơ chỉ huy rồi vào tùy chọn chung chất lượng hình ảnh thiết kế dành cho bạn. Nếu thiết lập chất lượng hình ảnh khuyến nghị dành cho bạn là cao thì có thể trải nghiệm hiện vật mượt mà hơn. Nếu không, hãy thay đổi chất lượng hình ảnh thành cao. Tuy nhiên, chúng tôi phải nhắc rằng trong quá trình này hiện vật cũng có thể bị giật chút. Nói chung là cái này nó hơi lag. Cái này nó đòi hỏi hình ảnh, cái cấu hình của cái điện thoại hoặc là cái giả lập nó phải mạnh thì nó mới load được cái hình ảnh chi tiết của mỗi chủng xe. Tại vì nó liên quan đến hình ảnh 3D rồi cái kiểu anh em. 3D thì nó ngốn dung lượng khiếp lắm, để mẹ dự là sẽ tốn tốn pin nếu anh em mà mò mò chơi cái này, tốn pin điện thoại lắm đó. Đâu rồi. Tiếp tục 3. Hiện tại hiện vật phòng trưng bày chỉ có một số đơn vị, tuy nhiên chúng tôi sẽ triển khai. Nói chung là mới vô thì có vài đơn vị thôi, từ từ nó sẽ update, nó cộng thêm nhiều đơn vị khác.
hiện tại có vài chiếc cho mình xem chơi thôi. Tối ưu hóa chiến đấu, chúng tôi đang theo dõi trải nghiệm tới chỉ huy có chúng tôi khai thác cải thiện sau. Đây, thông tin quan trọng nè. Gameplay nè. Thay đổi gameplay nè. Tối hóa phòng thủ căn cứ. Khi căn cứ của bạn hứng chịu hỏa lực từ bên tấn công, căn cứ của bạn sẽ kích hoạt cơ chế phản công nhằm nỗ lực phòng thủ. Trong phiên bản mới, hiệu ứng này sẽ chỉ có thể được kích hoạt lại sau khi căn cứ của bạn không bị tấn công nữa. Cái gì? Đang bị tấn công sẽ kích hoạt phòng thủ và không bị tấn công nữa. Đéo hiểu. Trong phiên bản mới, hiệu ứng này, một cái hiệu ứng khi tấn công, cơ chế phản công, cơ chế trong phiên bản mới, hiệu ứng này chỉ có thể kích hoạt lại sau khi căn cứ của bạn không bị tấn công nữa. Nghĩa là hình như là khi mà không bị tấn công một thời gian á, nghĩa là cái khoảng delay á, có một khoảng thời gian sau khi bị tấn công thì nó có một cái hiệu ứng gì đó. Nhà phát triển, chỉ huy có khả năng tấn công lô cốt hắc quả để tích trữ thời gian chuẩn bị tấn công. Á đù. Chỉ huy có khả năng tấn công lô cốt hắc quả để tích trữ thời gian chuẩn bị tấn công cho kỹ năng, rồi tấn công căn cứ của chỉ huy khác, sau đó nhanh chóng đưa binh lính về đồn trú để gây sát thương lên căn cứ bị tấn công, hầu như không phải sử dụng đến quân dự bị. Chỉ huy bị tấn công hoàn toàn không có cơ hội chống trả. Chúng tôi tin rằng cơ chế này không công bằng đối với các chỉ huy của chúng tôi. Do đó, chúng tôi đã quyết định thực hiện thay đổi bên trên. Mình không hiểu. Mình thực sự là mình chưa hiểu cái chỗ này. Để mình đọc kỹ lại. Nhà phát triển. Chỉ huy có khả năng tấn công lô cốt hắc quả để tích trữ thời gian chuẩn bị tấn công cho kỹ năng. Kỹ năng là tấn công. À, cái trick mà tôi gồng skill á anh em. Hình như là cái trick đó, cái trick mà tôi gồng skill, tôi gồng cái con tướng nó cần 8 giây nổ để nó gồng, nó thả một chiêu đúng không? Thì một con pháo á, nó gồng 4 giây nó chưa bắn vô cái mục tiêu đó, nhưng mà cái điểm nổ nó vẫn lên. Thì tôi khai thác cái thời gian mà nó gồng á, bắn, gồng 4 giây, cỡ 3 giây mấy tôi rút nó về. Nhưng mà cái ống nổ nó vẫn tăng 3 giây mấy, mặc dù nó chưa bắn viên nào hết, nghĩa là nó không gây đam gì hết, mà nó vẫn tăng nổ, thấy không? Thì nó đợi tới gần 8 giây á, nó thả xe ra, nó quăng vô nhà hàng kia cái nó rút về. Đó là cái trick tôi đặt tên cho nó là gồng nổ đi. Gồng nổ sĩ quan. Thì bây giờ nó đã xóa đi cái trick đó. Ok. Tôi hiểu là như vậy. Sau đó nhanh chóng đưa binh lính về đồn trú đó, đúng không? Nè. Để giải thích nè. Chỉ huy có khả năng tấn công lô cốt hắc quả để tích trữ thời gian chuẩn bị tấn công, đó là gồng nổ đó. Cho kỹ năng, rồi tấn công căn cứ của chỉ huy khác. Sau đó nhanh chóng đưa binh lính về đồn trú, nghĩa là anh em á, anh em để ý à, trong cái clip hướng dẫn base to base, tôi có nói một cái yếu tố là khi anh em đánh vào cái nhà nó cần 2 giây để quân của nó gom lại và bắn anh em một viên, đúng không? Thì nó lợi dụng hai giây đó, nó không cần đến 2 giây, nó chỉ cần nhấp cái xe pháo đang đầy nổ, đúng không? Nó nhấp, nó thả ra có nửa giây hoặc 1 giây để nó thả 2 viên kỹ năng vào cái nhà đó, rồi nó rút về là nó không bị bắn, không? Và nó chờ xe kia trở lại trạng thái an toàn thì nó bắt đầu nó làm cái trò đó tiếp. Tôi có dùng cái trick này nhiều lắm. Anh em coi cái livestream của tôi á, cái livestream mà trước khi update á, trước khi update 2.0 á, tôi có đánh mấy cái thằng solo pay á, base to pay á, là anh em biết cái trò này chơi sao à. Nói thì nó hơi khó giải thích xíu. Hầu như không phải sử dụng quân dự bị. Chỉ huy không có cơ hội chống trả chúng tôi. Tối ưu hóa lệnh tập trung. Lệnh tập trung. Khi sử dụng lệnh tập trung lên lô cốt, nghĩa là khi anh em đánh vô cái click vào cái lô cốt, nó có cái mục thứ ba gọi là tập trung lại, nghĩa là quân anh em tập trung hết lại thì nó mới bắt đầu nó bắn vào cái lô cốt. Đó là lệnh tập trung. Khi sử dụng lệnh tập trung lên lô cốt hắc quả,
Đơn vị quân à, tôi líu con mẹ rồi. Nói nãy giờ hơi nhiều líu quá. Đơn vị quân đội của bạn sẽ ưu tiên tấn công binh lính hắc quạ mới xuất hiện rồi mới tiếp tục tấn công lô cốt hắc quạ. À đâu, cái này hay nè, cái này hay nè. Anh em xem clip mới đây của tôi là phải điều khiển những con pháo để mà nó bắn những cái mục tiêu vừa mới bay ra. Thấy không? Vừa mới bay ra là mình phải thao tác tay. Thì bây giờ cái này nè, nó hay cái làng lính nào chạy ra ngoài là nó bắn lính đó trước, nó mới quay qua nó bắn lại cái nhà. Thì cái này rất là tiện, cái này sẽ giảm giảm thiểu cái lượng quân anh em bị chết ha. Hay, cái này hay á, quá hay luôn á. Tấn công binh lính hắc quạ xuất hiện rồi mới tấn công lô cốt hắc quạ diệt đó, tính năng này hay á. Chấm điểm cho Lilith cái chỗ này. Lilith á, mấy cái thằng này nó update nhiều cái lắm, nhưng mà có những cái rất là ngu và có những cái rất là hay. Ví dụ như cái cấp 2.0 này sẽ gây thiệt hại cho những người mà không chơi SH ha, gây thiệt hại cho những người không chơi SH khi mà đánh lô cốt hắc quạ. Thì cái này coi như là một cái gì đó nó làm dễ đi cái lô cốt hắc quạ. Mình chấm cái này thích á, list thích cái này đấy. Nhóm phát triển, chúng tôi hy vọng lệnh tập trung sẽ được thực hiện, cuộc tấn công càng quét dễ sử dụng hơn cho chỉ huy. Đúng rồi, dễ hơn, nhưng mà dịch thuật thì nghe hơi lỗm cỏm rồi đó. Tuy nhiên trong phiên bản hiện tại, đơn vị của chỉ huy bị quét sạch quá dễ dàng khi sử dụng lệnh tập trung lên lô cốt hắc quạ. Tuy nhiên ôi, nói chung là đại khái là vậy, anh em hiểu đó. Tối ưu hóa chức năng liên minh, tính năng mới, kỹ năng liên minh. Giới thiệu tính năng, kỹ năng liên minh giúp cung cấp hiệu ứng có lợi cho thành viên trong một khoảng thời gian nhất định. Cái này tôi chỉ cần đọc cái tên thôi là tôi biết nó là cái gì à. Đây là kỹ năng ắc tiệp. Ắc tiệp là sao? Là có những kỹ năng bị động, thì trước giờ toàn là những kỹ năng bị động không, tăng thời gian hồi cộng đam hoặc là cái gì á, hoặc là lấy từ các công trình á, những cái búp, cái búp, cái búp, búp, ok, búp thủ, búp công gì đó, nó toàn là bị động không à. Còn á, những cái mà cần bấm cái nút để nó active lên toàn bộ binh lính á, đó gọi là kỹ năng active ha, đó gọi là kỹ năng active. Thì đây là cái kỹ năng active, ok, kỹ năng liên minh, kỹ năng active. Trong phiên bản cập nhật này có hai kỹ năng liên minh được ra mắt: ủy nhiệm tăng gia sản xuất và động viên toàn viên toàn diện. Động viên toàn diện, vậy là có kỹ năng về cái mảng sản xuất. Ok, hai kỹ năng này đều được mở khóa bằng cách mở khóa nghiên cứu nhánh nghiên cứu phát triển trong nghiên cứu liên minh. Ok, nhánh nào thì đéo quan tâm, chỉ cần biết là nâng cái chiêu đó thì được chiêu active. Ok, hãy mở khóa nghiên cứu. Sau khi được kích hoạt kỹ năng thời gian nhất định phải chờ rồi mới kích hoạt lại. Ok, cái chiêu thì nó cần thời gian cooldown. Anh em chơi game nhiều thì anh em sẽ biết cái chữ cooldown, nghĩa là thời gian chờ. Nghĩa là ví dụ chiêu đó có hiệu lực trong vòng 2 tiếng thì phải chờ khoảng 10 tiếng hoặc là 12 tiếng mới xài lại được chiêu đó, thấy không? Vậy đó. Nghiên cứu liên minh, chúng tôi đã phát triển hai mục nghiên cứu trong nghiên cứu liên minh phát triển, cần để văn khoa khi mang tên ủy nhiệm sản xuất và động viên toàn diện. Ủy nhiệm sản xuất, thành viên của liên minh sử dụng kỹ năng có thể nâng tốc độ thu thập của nghiên thốc gì tốc độ thu thập nghiên cứu cho một loại tài nguyên thêm. Thành viên liên minh có thể sử dụng kỹ năng này để tăng tốc độ thu thập nghiên cứu. Tốc độ thu thập nghiên cứu, thu thập là thu thập, nhưng mà thu thập nghiên cứu là cái gì? Đéo hiểu. Cho một loại tài nguyên, tốc độ thu thập nghiên cứu, dùng từ đéo hiểu lắm nha. Cho một loại tài nguyên, nói chung là thu hoạch một loại tài nguyên tăng thêm 50%, nhưng mà chỉ trong vòng vài tiếng thôi chứ không được nhiều đâu. Động viên toàn diện, thành viên liên minh có thể sử dụng kỹ năng để tăng tốc độ sản xuất hoặc tốc độ nghiên cứu thêm 5 5.5 6 6.5 này là level đúng không? Thành viên liên minh nghĩa là cái chiêu này á, được active bởi cái R1. Thường thì những cái chiêu này phải R4 hoặc R5 nó active thì mình mới 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 nhận được. Nhưng mà tôi đọc cái này tôi hiểu là mỗi thành viên đều có thể là active cái chiêu này thì cũng hay. 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 Hoặc trước đây á,
những cái tốc độ sản xuất và tốc độ nghiên cứu này chỉ được búp từ cái chức vị thành phố anh em. Cái chức vị thành phố, tôi có làm clip về cái này luôn, anh em muốn rõ hơn thì anh em có thể xem chức vị thành phố nhé. Những cái thằng mà lãnh đạo cái thành phố có quan chức thì được búp mấy cái này ngon. Tối hóa tìm kiếm liên minh, tính năng tìm kiếm liên minh được kiếm theo hiển thị chiến lược theo gần đúng bằng chữ viết hoa và tìm kiếm chiến lược cũng hay, kiểu như lọc chiến lược á, thì liên minh nào bao nhiêu chiến lược á. Chứ bình thường trước á, tìm bằng cái ký tự nó rất là ngu, rất là lỗi. Trong bản cập nhật mới, bộ tổng tư lệnh và căn cứ bộ tổng tư lệnh và cứ điểm đầu tiên do liên minh xây dựng không đòi hỏi phải tiêu dùng điểm liên minh. Trong phiên bản cập nhật mới, bộ tổng tư lệnh và cứ điểm đầu tiên do liên minh xây dựng cứ điểm. Ok, vậy là mỗi liên minh tạo ra nó có thể tạo được một cái CC gọi là Central Commander, nghĩa là cái bộ tư lệnh đó, và một cái cứ điểm. Cứ điểm là cái làng nối tiếp đó là miễn phí, không cần tốn cái gì hết. Không tốn điểm liên minh nữa. Nói chung là cũng nhỏ thôi, không có gì đáng hết. Các tối ưu hóa khác, vé chiến đấu hội kiếm. Vé chiến đấu hội kiếm. Cái này là mua nè, phải không? Bắt đầu từ vé chiến đấu hội kiếm mùa qua, chỉ huy sẽ được quyền tiếp cận nhiều phần thưởng kín hơn. Đủ. Ngay khi mở khóa điểm trung thành độc quyền, chỉ huy sẽ nhận được 1.000 điểm và có thể tăng cấp vé chiến đấu của mình thêm 10. 1.000 điểm và có thể tăng cấp vé chiến đấu của mình thêm 10. Nói chung là nó búp vào cái pay to win này nè, cái nạp tiền nè, nó tăng thêm một chút. Khi bản cập nhật mới đi vào hoạt động, các chỉ huy đã mở khóa điểm trung thành độc quyền sẽ được nhận 1.000 điểm và có thể nhận được trực tiếp phần thưởng tương ứng. Vé chiến đấu nghĩa là nó cộng điểm cho mình, nó vừa cộng điểm nó vừa cộng cái level phần thưởng cho mình luôn, level phần thưởng anh em. Sắp hết chưa má, mỏi mồm lắm rồi đó. Đơn vị tối ưu hóa nhãn đơn vị để chỉ huy có thể truy cập tính năng đơn vị dễ dàng hơn và xem đơn vị nào khắc chế đơn vị nào. Đúng, đơn vị khắc chế đơn vị nào. Hay, được. Thay đổi xe diệt tăng M5 Stuart của phe Liên minh Tự do thành đơn vị HMC M8 75 Nói chung là xe tăng trong game này thì có nhiều ông rành về xe tăng á. Ông hay nói là ông đánh giá mấy cái sắp xếp xe tăng trong này nó hơi vô lý. Sắp xếp kiểu như là cái xe này là dòng M, xe này là dòng xe dòng H á, nó không được hợp lý á, thì cái này nó kiểu như nó đổi qua đổi lại cho nó hợp lý hơn, chẳng có gì hết. Cải thiện và sửa đổi tác phẩm nghệ thuật cho các đơn vị sau để đúng như trong lịch sử hơn. Đó. Sửa đổi tác phẩm nghệ thuật cho các đơn vị. Tác phẩm nghệ thuật là giống như là cái hình ảnh của nó đó. Nó sửa lại hình ảnh một chút để nó hợp lý hơn trong thực tế anh em. Bổ sung tính năng mới vũ trang hạng nặng. Vũ trang hạng nặng. Bổ sung tính năng mới vũ trang hạng nặng có bản thiết kế linh kiện vàng ngẫu nhiên. Tính năng mới vũ trang hạng nặng, tính năng mới nha, tính năng mới có bản thiết kế linh kiện vàng ngẫu nhiên. Nói chung là tăng tăng thêm những cái mục để mà có cái bản thiết kế vàng vàng cộng rồi đi. Bây giờ tôi đang thiếu như nãy nói anh em, thiếu M cái kiểu tôi lấy M làm binh chủng đặc chủng của tôi mà tôi bị thiếu. Sửa đổi độ bền căn cứ, sửa lỗi là độ bền căn cứ không được hiển thị đầy đủ trong các trường hợp như khi căn cứ đang bị tấn công mà phần hiển thị độ bền vẫn giữ nguyên không thay đổi. Đang bị tấn công mà phần giữ nguyên. Cái lỗi này hồi trước giờ tôi thấy từ rất lâu rồi, anh em đánh một lúc thì nó mới mất máu, đánh một lúc nó mới mất máu, mà cái thấy nó mất máu từ cái đoạn đầu á, là bắt đầu từ đoạn sau nó mất máu rất là nhanh, thì cái này là lỗi. Ok, tôi cho cái bản update này 8 điểm. Cái gì ta?
cái gì, cái hồi nãy là cái hắc quả Raven. Raven. À. Thôi nói vậy là nó hiểu là mấy thằng này thông minh lắm. 8 ha, 8 điểm ha. Ok. Lấy được 10 điểm của tôi là không dễ đâu. Mạng đang bị vấn đề cho nên là không biết là có thể quay lại. Bây giờ tôi chuẩn bị tôi ăn tối đây anh em à. Nãy giờ ngồi nói hai mấy phút đéo ăn cái gì hết. Đói quá. Tới bữa ăn mà tôi xuống tôi. Bye anh em nha. Ê nhớ anh em mới nhớ like và đăng ký nha. Để ủng hộ tôi nha. Anh em thấy này giờ tôi nói 25 phút là y như diễn giả đúng không? Diễn giả list thấy không? Diễn giả vừa là thầy thầy list. Nói giỡn thôi nha. Ok bye anh em. Hẹn gặp lại anh em ở clip khác, nhớ ủng hộ list nha. Bye bye.